Chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019 kính mời các bạn xem bản tin dính Trung Quốc Việt Nam không lối thoát. Vâng trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều đó là những dự án khổng lồ tại Việt Nam với vốn được vay từ Trung Quốc và những công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc đưa sang để xây dựng và những dự án này đã bị bê bối về tham nhũng vì không thể sản xuất được ra những sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường và về công nghệ rất lạc hậu và ô nhiễm môi trường. Và hiện nay nhiều dự án lớn của Việt Nam do Trung Quốc làm chủ đầu tư đã đi vào bế tắc tạo gánh nợ rất lớn trên lưng 90 triệu người dân Việt Nam. Và báo chí quốc tế bắt đầu cũng đăng tải về những sự việc tương tự đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay. Các dự án dinh líu Trung Quốc không lối thoát. Đây là hình ảnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường của Trung Quốc trong một hội nghị vừa diễn ra. Rất nhiều trong những dự án ở Việt Nam có chủ đầu tư là Trung Quốc bị thua lỗ, thậm chí tiến độ nhiều lần đã bị chậm nhưng phía Việt Nam vẫn không thể làm gì được và không có cách nào thoát ra. Họ cũng không thể kiện được Trung Quốc. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao có hiện tượng lạ lùng này từ phía nhà cầm quyền tại Hà Nội. Trung Quốc làm có 13 km đường sắt nội đô ở Hà Nội trong vòng 9 năm mà vẫn chưa xong và liên tục đội thêm vốn và hoãn thời hạn hoàn thành dự án này Điều này đã gây ra tác hại rất lớn cho giao thông ở Việt Nam và phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội. Và đây là hình ảnh cái đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông do Trung Quốc làm chủ đầu tư xây dựng đã 9 năm nay chưa xong. Và đấy, các bạn thấy rất rõ rằng những đoàn tàu này vẫn đang phủ bạt để nằm ở trên những cái đường dây và đang làm dở. Điệp khúc thua lỗ, chậm chế, đội vốn. Trong 12 dự án thua lỗ, đắp chiếu của ngành công thương được nói đến từ cuối năm 2016, có nhiều dự án do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc quyết toán hợp đồng EPC với nhà thầu Trung Quốc. Một dự án nổi bật do Trung Quốc làm chủ đầu tư là dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, dài khoảng 13 km, dự kiến thực hiện từ năm 2008 và hoàn thành vào năm tháng 11 năm 2013, nhưng sau đó dự án được lùi lại đến năm 2010 mới khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm tháng 6 năm 2014, tức là sau 4 năm. Đến nay đã gần hết năm 2019 mà dự án này vẫn chưa thể đi vào vận hành. Thì như vậy chúng ta đã tính rằng là cả 9 năm mà có 13 km đường sắt này ở Trung Quốc vẫn chưa xây xong. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 419 triệu US đô la. Sau khi điều chỉnh phải tăng vốn thêm 250 triệu US đô la nữa. Nhưng vào Năm 2011 đã đội vốn thành 552 triệu USD và đến năm 2019 đã thành 886 triệu đô la so với khởi đầu khởi đầu chỉ có 419 triệu đô la mà thôi. Và như vậy chúng ta đã thấy là cái giá tổng số tiền để đầu tư vào cái dự án này đã tăng gấp đôi và dự án cũng chưa biết lúc nào xong. Thì đây là cái số tiền mà người dân Việt Nam sẽ phải gánh chịu để trả nợ cho Trung Quốc chứ không phải là những cái quan chức Việt Nam hiện nay trong chính phủ và tổng thầu Trung Quốc đã thách thức cả phó thủ tướng Việt Nam khi bị truy về việc chậm tiến độ này. Đây là cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đó là hình ảnh của uh, đã được đăng tải trên một số trang truyền thông. Và đây là tại buổi thị sát uh, dự án này hôm mùng 1 tháng 10 năm 2019, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chất vấn uh, giám đốc dự án ông Đường Hồng về thời hạn và kế hoạch đưa tuyến đường đi vào vận hành khai thác. Ông Đường Hồng trả lời việc bao giờ đưa vào khai thác khai thác đường Cát Linh Hà Đông vào vận hành khai thác chính thức thì không phải do nhà thầu chúng tôi quyết định mà do chủ đầu tư quyết định. Công ty tư vấn ACT của Pháp chỉ rõ đây là dự án 30, có nghĩa là không bổ sung đủ hồ sơ quản lý chất lượng, không đủ hồ sơ xác định mức độ an toàn của toàn hệ thống và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định. Thì với số tiền các bạn đã thấy hơn 800 triệu đô la và cuối cùng thì là dự án 30 và người dân Việt Nam nếu có đi trên những cái đoàn tàu như vậy thì rõ ràng với những cái nước văn minh thì sẽ không có bảo hiểm và khi xảy ra sự cố gì thì Việt Nam phải tự chịu trách nhiệm và tính mạng người dân coi như là cũng không có cái giá trị về bồi thường thiệt hại. Và các nhà máy dây chuyền mua của Trung Quốc thường cũng rất lạc hậu và sản xuất ra những sản phẩm không thể cạnh tranh được với thị trường và dẫn đến việc những cái đầu tư từ Trung Quốc những cái công nghệ đó cũng như uh, chủ dự án đó và những cái nhà thầu đó uh, thường là có những khúc mắc và không thể quyết toán được những công trình mà Trung Quốc xây dựng. Và đây là hình ảnh uh, tiêu điều của nhà máy đạm Ninh Bình, chỉ sau 4 năm hoạt động, nhà máy đạm Ninh Bình đã lỗ tổng cộng 3.000 tỷ đồng. Thì như vậy các bạn thấy số lượng lỗ rất lớn mà chỉ sau 4 năm. Và có thể kể thêm một vài dự án lớn do Trung Quốc làm chủ thầu cũng cùng chung số phận đội vốn chậm trễ như là nhà máy đạm Ninh Bình do tập đoàn hóa chất Việt Nam Việt, uh, làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên thành 10.000 tỷ đồng. Vốn vay của chủ yếu từ Ngân hàng Trung Quốc, nhà thầu Hoàn Cầu Trung Quốc sau 16 lần đàm phán với nhà thầu Trung Quốc, nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Thì như vậy là cái vốn này đầu tư là 10.000 tỷ đồng và hoạt động với có 4 năm mà lỗ 3.000 tỷ đồng rồi và vẫn chưa được giải quyết với nhà thầu. Thì, thì điều này sẽ dẫn đến cái pháp lý rất rắc rối. Và dự án nhà máy đạm Hà Bắc do Vinachem làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng, lỗ 1.700 tỷ đồng, dự án chưa quyết toán được với nhà thầu EPC do chưa xác định được giá trị quyết toán hợp đồng. Dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên được triển khai từ năm 2007, nhà thầu cũng EPC là là tập đoàn luyện kim Trung Quốc, từ đó đến nay nhà thầu này không thực hiện thi công. Thì các bạn đã thấy như vậy là cái việc mà xây dựng những cái nhà máy với công nghệ của Trung Quốc và với nhà thầu của Trung Quốc đã diễn ra ở Việt Nam trong suốt thời gian qua và đem lại cái tệ hại đối thế nào đối với ngân sách quốc gia và những số tiền mà hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục nghìn tỷ đồng này thì sẽ mất đi và cuối cùng là chỉ là có người dân và khánh chịu mà thôi. Và nhiều dự án của Trung Quốc làm tại Việt Nam có lẽ để phục vụ mục đích chính trị nên thường dẫn đến phá sản sau đó. Tuy nhiên Việt Nam chưa cho phá sản những cái công ty mà họ nghĩ rằng là có thể phục vụ về mục đích chính trị. Và đây là uh, Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Trí Lợ... Long, người ở trong hình, uh, cho rằng rất nhiều dự án có cùng số phận với dự án Cát Linh Hà Đông, nhưng không phải tất cả đều do phía Trung Quốc làm chủ thầu mà có cả các quốc gia khác nữa, ông nói. Không nên có mặc cảm như thế, cũng có những dự án của các nước khác nhưng phần lớn thì của Trung Quốc và mỗi dự án có một lý do, một nguyên nhân khác nhau mình phải coi tất cả các nước như nhau thôi vì nó là vấn đề nhạy cảm, quan hệ đối ngoại, mình cũng chẳng phải sợ gì họ. Ông nói. Tuy nói vậy, nhưng ông Ngô Chí Long cũng kết luận hầu hết các dự án dính tới Trung Quốc đều chậm tiến độ, kéo dài, không hiệu quả là do hợp đồng ký kết không chặt chẽ và thậm chí có những chuyện hết sức tế nhị. Thì ông không giải thích là tế nhị ở điểm nào về mặt chính trị hay về tham nhũng hay về vấn đề gì đó. Thì ông chỉ có thể nói là tế nhị mà thôi và các doanh nghiệp Trung Quốc thường sử dụng kiểu gian manh và hối lộ các quan chức của Việt Nam để trúng thầu với giá rất rẻ. Ban đầu đấu thầu chào giá thấp, nhưng sau đó khi thực hiện dự án thì lại tìm mọi cách tăng thêm tiền. Có những lúc như các bạn đã chứng kiến gấp đôi, mà cuối cùng thì dự án vẫn không được hoàn thiện và hoàn thành đúng tiến độ cũng như chất lượng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A người ở trong hình này phân tích nguyên nhân vì sao các dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư thường bị đội vốn và thua lỗ. Những dự án của Trung Quốc như thế thường là những dự án phát giá rất thấp nhưng nửa chừng thì họ nâng giá lên rất cao. Hết kiểu này đến kiểu kia tất cả các dự án đều như vậy. Nó đút lót rất nhiều để thắng thầu và cho giá thấp để củng cố việc thắng được thầu, nhưng hợp đồng luôn luôn để có những kẽ hở và từ đó tìm mọi cách để nâng giá lên, đội vốn lên rất nhiều. Khi đội vốn lên như thế thì tiền đút lót nó chi ra không vào dự án, nên trang thiết bị kém đội vốn cao thì tất nhiên là lỗ ông đã nói như vậy thì như vậy là với cái văn hóa đút lót của trung quốc khi làm việc tại việt nam thì rõ ràng là các quan chức của việt nam cũng sẽ dính rất nhiều vào những cái vụ này và khi hồ sơ ăn hối lộ của các quan chức của việt nam lọt vào tay trung quốc và lọt vào tay nhà cầm quyền tại bắc kinh thì đấy chính là những cái con bài mà trung quốc có thể dùng để điều khiển các quan chức uh, tại đảng cộng sản và chính phủ việt nam các quan chức chính quyền của Việt Nam bị cho rằng đã tham nhũng rất mạnh và nặng nề và họ nhận rất nhiều tiền hối lộ của phía Trung Quốc để cho phía uh, Trung Quốc có thể trúng thầu và gạt các công ty Việt Nam cũng như công ty nước ngoài ra khỏi các dự án đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh, Hà Đông do Tổng thầu Trung Quốc thi công đã bị hư hại nghiêm trọng khi còn chưa đưa vào sử dụng. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ, những hình ảnh như vậy cũng đã được chia sẻ ở trên một số trang truyền thông mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận hàng triệu người dân Việt Nam. Vì với số tiền mà đất nước bỏ ra để làm cái dự án đường sắt này cuối cùng thì nó đã bị hỏng như vậy. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng các chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng có phần lỗi vì trước khi triển khai dự án không tham khảo kỹ các thủ tục hướng dẫn quyết toán hợp đồng hoặc không giám sát chặt chẽ quá trình thi công dẫn hiệu quả hậu quả là Việt Nam đang phải gánh chịu. Tiến sĩ Nguyễn Quang A không đồng ý với từ lỗi mà theo ông nói là những tội đồ. Các chủ đầu tư và các cơ quan chức năng Việt Nam là những kẻ phạm tội, họ là những tội đồ, họ cấu kết với các nhà thầu Trung Quốc vì những dự án này, không phải họ ngu mà họ không biết cái nào đúng cái nào sai cái nào hay cái nào dở, họ biết cả đấy nhưng vì họ ăn tiền rồi, rồi họ lại được lệnh từ trên những người ưu ái tàu chỉ định xuống. Đây là chia sẻ ông tiến sĩ Nguyễn Quang A về uh, những việc đấu thầu và những cái tất khuất đằng phía sau uh, những cái dự án khổng lồ này và cuối cùng đều rơi vào tay Trung Quốc mà những doanh nghiệp Việt Nam và những doanh nghiệp nước ngoài uh, làm ăn chân chính tại Việt Nam khó có thể tiếp cận được. Và mặc dù tổng thầu và chủ thầu đầu tư đã uh, Trung Quốc đã vi phạm rất nhiều về hợp đồng về tiến độ thi công nhưng phía Việt Nam vẫn không dám kiện họ ra tòa. À, đây là có những cái lý do rất đặc biệt ở những cái nước uh, theo chủ nghĩa cộng sản uh, mà chúng ta đã chứng kiến. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao không kiện Trung Quốc? Đây là hình ảnh tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nơi cũng có thể khởi kiện Trung Quốc. Theo nguyên tắc các thông thường khi hợp đồng thương mại đã ký kết mà một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền khởi kiện ra tòa nếu hai bên không tự giải quyết được. Vì sao cho đến nay không thấy phía Việt Nam khởi kiện, cụ thể là dự án Cát Linh, Hà Đông? Luật sư Nguyễn Văn Hậu từng nói, Tôi thấy mình cứ khởi kiện thôi, có thể là trọng tài hoặc tòa án xử lý chuyện này từ một dự án kỳ vọng mà sau 11 năm phê duyệt, 8 năm thi công mà 10 năm lùi tiến độ, đội vốn đến 40%, đến giờ vẫn chưa xong. Thì ông nói về dự án đường sắt Cát Linh và Hà Đông. Đây là cái điều rất nghiêm trọng đối với Việt Nam khi ngay cả khi Trung Quốc họ làm sai và cuối cùng Việt Nam cũng không dám kiện, à, đây là nó sẽ đem cái thiệt thòi rất lớn cho đất nước. Và Trung Quốc đã dùng nhiều chiêu thức để ép Việt Nam buộc phải theo họ và theo cái mong muốn của họ. Trong khi đó, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thuộc Học viện Tài chính Việt Nam à, lại cho rằng bây giờ nếu mà dở ra thì cuối cùng nhiều nguyên nhân lắm, bắt đền ai làm thế nào để xử lý được quả tình là rất khó ông nói. Khi được hỏi một luật sư Chuyên về ngành thương mại quốc tế thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là tôi chưa dám kết luận. Ở một góc nhìn khác, các chuyên gia kinh tế đã trò chuyện và đều cho rằng không thể kiện vì há miệng mắc quai. Tiến sĩ Nguyễn Quốc A lập luận thêm Nếu hợp đồng đã không chặt chẽ thì kiện gì? Kiện có khi mình thua đấy. Những người đi ký hợp đồng thì hiển nhiên họ phải biết các điều kiện hợp đồng. Họ có cả các luật sư giúp cho họ, nhưng xếp bảo ký thì cứ ký thôi. Ờ, quan trọng nữa là họ chạy theo tăng trưởng mà lại được Trung Quốc câu cho thu xếp vốn cho khi đang bí vốn mà nó thu xếp vốn cho mình thì buộc phải mua của nó chỉ có một cách duy nhất là cấm hoặc hạn chế tối đa những dự án kiểu như vậy thì với chia sẻ của ông tiến sĩ nguyễn nga thì rõ ràng là việt nam đang thất thế rất nhiều với trung quốc và ngay cả khi mà trung quốc làm sai thì việt nam cũng không được quyền kiện và không thể kiện được họ vì có thể sẽ bị thua nhiều nghi ngờ cho rằng các doanh nghiệp trung quốc khi thực hiện các dự án lớn ở việt nam đều được đảng cộng sản trung quốc chống lưng và thao túng vì qua các dự án với Việt Nam thì Trung Quốc có thể giật dây, gây sức ép mua chuộc những người đứng đầu tại Đảng Cộng sản và chính phủ tại Hà Nội. Và tiến sĩ Phạm, uh, kinh tế Phạm Chí Dũng chỉ ra những lý do mà Việt Nam không thể kiện Trung Quốc như sau. Có thể nói có rất nhiều dự, uh, dư luận về chuyện các quan chức Việt Nam ở các bộ ngành đã đóng một vai trò rất đắc lực cho việc nối giáo cho giặc. Cộng rắn cắn cả nhà cũng rất nhiều dư luận cho rằng các quan chức Việt Nam đã nhận lối hối lộ rất bẫm từ phía Trung Quốc và các quan chức Việt Nam đã bị cột chặt trong thế giới ngầm của các doanh nghiệp có thể đứng sau là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là lý do để giải thích vì sao chưa bao giờ Việt Nam kiện Trung Quốc mà chỉ có Trung Quốc kiện Việt Nam bởi Trung Quốc có thể mạnh là nắm được tóc của Việt Nam, ông nói. rõ ràng với những bằng chứng như đã nói, ăn hối lộ của các quan chức Việt Nam thì khi Trung Quốc đưa những điều đấy ra, ra dư luận thì rõ ràng là những cái ghế và vị trí của họ sẽ bị lung lay và chính vì vậy các quan chức Việt Nam thường rất ngại kiện Trung Quốc và Trung Quốc đang răng ra bẫy nợ để thông qua đó thao túng chính phủ và các uh, nước khác và trong đó có Việt Nam và Việt Nam mặc dù cùng chung ý thức hệ uh, chủ nghĩa cộng sản với Trung Quốc nhưng điều này dường như vẫn được nhà cầm quyền tại Bắc Kinh áp dụng triệt để với những người đồng chí của họ ở Ba Đình tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại là người hết sức bảo thủ trình độ học vấn rất thấp và lạc hậu. Ông chỉ được học nhanh trong 23 tháng tại Liên Xô từ những năm 80 mà thôi. Ông sẽ không nhận ra được chiến lược mềm của Trung Quốc đang thực hiện để thao túng kinh tế Việt Nam, làm cho nó không thể phát triển vì chỉ lo vay nợ mới để trả nợ cũ với các khoản đầu tư không hiệu quả và khổng lồ từ Trung Quốc. Để thoát ra khỏi hoàn cảnh này, Đảng và chính phủ Việt Nam cần mạnh dạn đổi mới toàn diện theo hướng dân chủ tự do phương Tây để không còn phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là điều mà hàng triệu người dân Việt Nam mong đợi và cũng là diễn biến duy nhất mà Trung Quốc đang lo sợ từ Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và hãy bấm nút theo dõi của Youtube và Facebook Thời báo.de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.